Sáng ngày 27 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đa Phước phối hợp với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn tổ chức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Tôn Đức Thắng. Công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Tôn Đức Thắng thị trấn Đa Phước gồm các pano trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Hình ảnh Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Đa Phước học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống bà con tín đồ và người dân trên địa bàn. Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Ngọc Huynh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đa Phước cho biết, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Tôn Đức Thắng nhằm thể hiện tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đối với hai vị lãnh tụ của quê hương đất nước, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong đội ngũ cán bộ đảng viên, bà con tín đồ và người dân địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Huynh mong muốn Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo và các ngành đoàn thể thị trấn Đa Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Tôn Đức Thắng để bà con tín đồ và người dân hiểu rõ về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, Bác Tôn, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thêm các tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của hai bác để công trình ngày càng hoàn thiện trong thời gian tới.